thu hoạch củ đậu cùng chúng mình nhá. Năm 2022, Lục Văn Toàn, biệt danh Toàn Tít, nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội của Thái Nguyên. Đa số người tham gia Facebook, TikTok, YouTube đều biết đến Toàn là một reviewer trong lĩnh vực ẩm thực và du lịch. Sau thời gian sản xuất hàng trăm video đạt hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, cuối cùng Toàn vẫn chọn kinh doanh để khởi nghiệp. Em có được trực tiếp trải nghiệm, ví dụ như là đi vườn này, đi thu hoạch này. Và từ những cái cơ hội đó thì em lại chuyển sang một chút về kinh doanh về nông sản. Vừa là phát triển được một chút hay là quảng bá được một chút về nông sản của tỉnh, của địa phương, và đặc biệt hơn là em cũng có thêm một nguồn thu nhập ổn định hơn, không phải chờ đợi những job chẳng hạn, job quảng cáo hay gì đấy. Nói chung là nó sẽ chủ động về nguồn kinh tế thu lại cho em hơn. Sở hữu kênh TikTok với gần 700.000 follow và 17 triệu lượt thích, Nguyễn Hải Yến ở Đại Từ, Thái Nguyên, 29 tuổi, có gần 400 video với nội dung xây nhà, làm vườn, sản xuất matcha trà xanh. Sau khi nhận được sự hưởng ứng từ người xem, thì đến nay Yến đã bắt đầu kinh doanh một số mặt hàng đặc sản của Thái Nguyên trên kênh của mình. Em chuyển hướng từ một kênh vlog bì dị đồng quê sang kinh doanh. Đó chính là em đang sống ở trong cái vùng nguyên liệu của trà xanh. Thì em cũng muốn là những cái giá trị mà em truyền tải tới mọi người nó không chỉ là những cái phần giải trí, mà cũng mong muốn là được gắn bó và phát triển cái nông sản của quê hương nói chung và đặc sản trà xanh của quê hương La Bàn Thái Nguyên nói riêng. Thì em cũng nghĩ là cái việc mà mình làm như thế thì nó cũng sẽ là ngoài việc làm giàu cho bản thân mình thì nó cũng là phát triển cho quê hương. Với những bạn trẻ như Yến và Toàn thì gia nhập vào mạng xã hội là điều khá dễ dàng. Nhưng với những người ở độ tuổi từ 40 đến 50 như chị Trịnh Thị Loan đang làm công việc thiết kế thời trang, khi muốn kinh doanh trên mạng xã hội, chị đã phải dành nhiều thời gian để học hỏi, thực hành và sáng tạo cho theo kịp xu hướng. Thật ra thì trước giờ tôi toàn làm về truyền thống, toàn là mọi người giới thiệu nhau là chính. Nhưng mà để mà mọi người giới thiệu nhau thì cái sản phẩm đến với người dùng, tiêu dùng thì nó không được rộng. Chính vì thế mà tôi muốn là đưa cái sản phẩm lên trên nền tảng TikTok ấy, thì là nó sẽ có cái độ lan tỏa nhiều hơn và cái trang phục mình nhiều người biết đến hơn. Khi mà mình làm cái nền tảng TikTok hoặc là mình muốn là làm cái video thì khi đấy thì mọi người sẽ biết được cái sản phẩm nó rõ nét hơn, và nó thì mọi người có thể là và cũng mong muốn là khi mà lên những cái nền tảng như này sẽ lan tỏa được nhiều hơn đến với khách hàng. Con số lợi nhuận khủng từ việc sáng tạo nội dung trên nền tảng số được nhiều người chia sẻ thời gian qua, từ đó thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia các công việc trên mạng xã hội. Vừa làm, vừa sáng tạo nội dung, kết hợp kinh doanh để phát triển bản thân, tìm hướng đi đúng đắn mới chính là đích đến của những người đang tìm đến mạng xã hội để lập nghiệp.